Phú Quốc vào một ngày đẹp trời cuối tháng 7. Tháng 7 là thời điểm giữa mùa mưa của miền Nam, và tại đảo ngọc Phú Quốc cũng không ngoại lệ. Mà giữa mùa mưa thì tất nhiên là rơi vào giữa mùa hè. Giữa mùa hè thì khách du lịch khắp mọi nơi đều đổ ra những khu du lịch, những nơi có biển, những nơi có rừng, núi, biển. Bởi vì những nơi đó khí hậu mát mẻ để tránh đi cái nóng oi bức của mùa hè. Và may mắn vào thời điểm này cuối tháng 7 là vào mùa chôm chôm chín rộ, rực đỏ nhiều khu vườn khắp đảo ngọc Phú Quốc. Tháng 6 và tháng 7 là mùa của chôm chôm, và khách du lịch nào đến đây vào thời điểm này sẽ không khỏi ngạc nhiên tại sao đảo ngọc Phú Quốc lại có nhiều cây trái nhiệt đới như vậy. Thì thật ra là Phú Quốc cũng chỉ là một vùng đất của miền Tây Nam Bộ, đất đai trụ phú, và chỉ đặc biệt có thêm là nhiều đồi núi rừng, cho nên có nhiều cây rừng nữa đó. Còn con đường này mọi người sẽ nghĩ là mình đang đi vào một khu vườn nào đó đúng không, nhưng không phải đâu. Đây là một con đường mòn, mình đi vào cánh rừng tại phố Tây Ông Lan, nơi mà trước cửa chỗ ở mới của mình, đất thì đã được khai hoang và có những miếng vùng đất, miếng đất lớn vẫn bỏ để đã làm dự án này nọ và được để trống, cho nên là nhiều cây rừng và nhiều cây trái hoang mọc rất là nhiều. Hello, chào buổi chiều cả nhà. Mình bữa giờ mình không có để ý, bữa nay Ngọc chỉ thấy nó xuất hiện cây chôm chôm, cây chôm 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 này trên rừng nha, rẫy rừng rẫy đó chứ không phải chôm chôm nhà đâu. Bây giờ sau đây tiết mục rất là đỉnh của đỉnh, đó là hái chôm chôm giữa rừng. Rừng kế bên nhà chứ không phải là rừng sâu đâu. Nè. Đó. U cái này là có mấy cái trái mà nó bị như vậy. Có bên đây là hình như cao quá, là cây mỏng đó, nó không ra được cái dễ gì. Cây này nè, cây cỡ này là nó đã ra tới rồi nè. Cây cỡ cây này. Sao đặt mày mày ghé bên người chỉ tao tao cuối tay. Em nghĩ là lên trên không nhiều rồi, nó ăn đợn cuối. Có bên đây nè, không được. Thấy không? Mấy trái này là sóc nhiều nè. Sóc ăn, sau đây sóc nhiều lắm. Nhưng mà cẩn thận, đây là cây mây nè. Và nó cha nó này rất là nguy hiểm nha. Gai nó đâm một cái là thấu xương luôn á. Nó có những cái dây mà gai dây rừng. Cẩn thận những cái dây trong rừng, làm gần hơn như cây này, cây mây nè. Đất này là đất rẫy rừng, rừng nhà. Nhưng mà kinh nghiệm gần đây của mình biết á, là trong đây rất nhiều ổ ong, ổ kiến và mối, mũi thì khỏi phải nói rồi. Cho nên là những cái cơ bản đó mình biết, đưa mình phòng tránh khi mình đi vô trong những cái bên sâu rẫy rừng. Đó. Phía trên đó có chỗ chôm chôm kìa. Đó. Thấy không? Nãy giờ là bộ mới có mấy bước mà nó quả một hồi. Đây, một xíu kinh nghiệm là nếu mà đi vô trong rừng rẫy thì mình nên mang những cái đôi giày giày cứng cáp một chút xíu, nó sẽ bảo vệ cho mình rất là tốt và được một dài nha. Chứ mấy bé là một quần ngắn mà mang dép là nãy giờ dính gai rồi mũi cắn tè le hộc me rồi. Xung quanh mình á nguyên vườn ngợi luôn. Đây những cây ngợi ngợi rừng ở trước nhà mình á, phía chỗ mình ở thì có mấy cây nhỏ nhỏ, mà còn bên đây á là nó cao cũng khoảng tới thắt lưng của mình luôn. Ừ, đó là nguyên rừng rẫy luôn. Quá trời đã. À, này như là chuối. Chụp cái đó là chuối pháo á. Chuối rừng. Mặc dù giờ này khoảng 3 giờ chiều mà mũi rồi nó bay kìa. Ui quá trời mũi. Cái cây ngậy rừng này nó cao, cái lá cao nhất của nó cao hơn mình luôn nè. Cao nè, từ đầu mình là ngang đây mới tới đây của nó cao khoảng từ trên 1,8 luôn này, ghê không? Cái rừng này. Đây muốn ăn ngợi, muốn món ngợi bình thiên luôn. Sang sai hay. Vườn đây mình không đi nha, từ bên nhà mình bước.
bước qua đây cũng nằm trong cái đất mà mình ở. Thì nhà mình bước qua đây tầm khoảng 10 mét à, trước cổng bước qua đây. Rồi mới chụp trên cao đó, chắc một ngày, hứa hẹn một ngày thì trở lại đây oanh tả trên đó. Ê. Mấy con sóc nó ăn quá trời ăn rồi. Bữa nay mà tạm thời mình hái dưa thôi, dưa thấp thôi. Dù bữa tới mình sẽ đi hái nho rừng, xung quanh đây nho rừng nhiều lắm. Đây, cái mây mà mình vừa nói lúc nãy nè. Đó. Cái mây này mọc dài rất là nhiều. Nó phía trước đó là cái cổng vô nhà mà chỗ mình ở kìa đó. Nắng chiều, phía nắng buổi chiều đó là phía tây là biển, từ chỗ mình bước xuống biển khoảng 50 mét, đó là trên quả đồi phía trên đó. Mình đang đi đường của bò đi nha. Đặc biệt ở đây là mấy con bò được thả rong và nó được đi ăn dại. Một ngày mà có ở nhà là đuổi bò 2 cử, sáng cử chiều. Chuyên ca rừng. Thấy đám này chụp đẹp nè. Nhưng mà chưa hết cái đầu chị rồi. Chị chỉ vừa chạm thôi. Ý vậy hả? Châm châm giữa rừng nè. Giữa đường. Đường như mắt đỏ. Đỏ mình đi. Nó gần ta. Ngọt không? Ngọt nghe. Cái thịt nó hơi mỏng. Chua ngọt. Nhưng mà chua chua ngọt. Rừng tự nhiên. Đây, Phú Quốc là xung quanh đó, Phú Quốc rẫy Phú Quốc là rất là nhiều chôm chôm. Thì mà mình đã cứ ai qua đây du lịch chôm chôm đã. Trong những cái tour du lịch sẽ được rửa rất nhiều nguồn chôm chôm, rất là nguồn sầu riêng. Còn cái gãy á thì đầy luôn. Chôm chôm Phú Quốc thì nó không có bự như là chôm chôm trong đất liền, trái nhỏ lắm. Chôm Quốc là trái nó nhỏ cỡ này nè. Đâu? Tầm khoảng chôm chôm rừng á. Chôm rừng hả? Ừ, chôm chôm bình thường mà được chăm sóc thì cũng lớn bình thường. Để cho bờ sông này ra tầm gì được không nhỉ? Không em ơi, trên này vô dự án rồi. Ui, tôi bỏ người ta rào lại rồi. Đi ngược trở ra, quay ngược trở ra luôn. Gặp cái ngã ba ở ngoài này chỗ mà La Casa, không ta? À, La Casa à. Đúng rồi, quẹo bên kia. Quẹo đường bê tông bên kia. Bên kia thì mới là thẳng xuống là xuống biển của tôi. La Casa không? Đúng rồi. Trời ơi. Chôm đây, xong mọc lên cái chôm chôm vô chôm luôn. Chôm chôm.
Khát nước á, đi học không tiện mua nước uống á, khát nước leo hái chùm chùm này nè, là chỉ cần nhìn nó thôi là nước miếng tuôn 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 ra rồi thấy khát nước. Trừ đó nữa ngậm trái một mà. Đâu, cái vỏ này đâu sát ra đâu thì lấy trái nào cũng như nhau à, một trái chung chợ bằng. Ô anh. Tại nó là đang cho đậu cổ bên mày. Cái này nó chưa. Nó chưa ăn hết nữa. Bỏ thâu. Mấy cái lá cũng đèo. Xem sao hôm nay về khắp người trời sức. Yên tâm em rách áo rồi. Chị bớt buồn chị. Chừa cho con sóc nó ăn thế. Nó ăn rồi hết rồi. Hồi nãy nó ăn trên đầu trên cổ cái, tao cái rồi. Bên kia rồi giờ tao phải dứt lại nó. Có cần bẻ không? Tụi em lên trên kia bẻ. Cái cây kia kìa. Leo lên cây. Nhưng mà sợ trên đây có kiến. Bên đó có khó không? Con quá ta. Bây giờ sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm của Tân Hai và để cho các bạn ấy tự xử chiến lợi phẩm đó, mình sẽ dẫn mọi người tham quan gần nhà những cây rừng xem yên bình như thế nào nhé. Chỗ mình ở là trên một quả đồi nè. Hằng ngày á rất là ít khi mà nghe tiếng xe lớn đồ, nghe nhiều nhất là tiếng chim rừng, thú rừng, mấy con sóc rừng đủ thứ loại và tiếng máy bay. Giờ không tới 100 mét là biển rồi đó. Đá nha, đất cát nha, đất cát và rất là nhiều đá, nó có từng lớp, chỗ nở là phía trên cao là đất thật, xong rồi đào sâu xuống một lớp xíu nữa thì sẽ đổ đá nhỏ, xuống sâu nữa đá bự, hoặc cũng với mấy phía trong dưới kia càng gần biển thì nó đất cát. Tiếng ve rừng kêu. Ủa sao mà lăn rừng, cái này phải là bằng lăn rừng không mà nó lại có bông? À mà lăn rừng, đúng rồi, mà lăn rừng cũng có bông. Đây. Ở Phú Quốc thì rừng Phú Quốc rất là nhiều cây bằng lăn, mà dọc hai bên đường thấy bằng lăn nhiều lắm. Đây có chút xíu à. Nè. Hay là do bị chặt không biết. Không phải bị chặt, mà gốc nó có chút xíu à. Một con mũi rừng. Ở đây mũi rừng nhiều lắm, toàn là mũi vằn không à, mũi sốt rét á, nên là đi khu rừng rẫy ở đâu hay là ở Phú Quốc gì đó mình phải chuẩn bị số phèo hoặc là nhang mũi. Mình thì mỗi lần mình mua là 5-10 hộp nhang mũi để ở nhà mình xài, giống như là bông gì đó. Đúng không, cái đó không có lại coi cô quay rồi. Cái này không biết gì. Trong kia nhiều lắm.
Đây là cây hồng quân trước nhà. Hồng quân đã chín rồi. Thì ít bữa nữa mình sẽ quay video hái hồng quân nhé. Rồi làm rượu hồng quân luôn. Rượu hồng quân cực kỳ ngon. Đây. Thấy không, cây hồng quân nó nằm phía trước cây nho rừng. Dây nho rừng. Còn ở đây là lê kima. Rất bẹp hoài vậy đó. Bò canh mê ăn mình đang hôi không hết luôn nhé. Đây là những cây sơn nhái là thành quả của mình trong thời gian đầu khi mà dựng sửa lại cái nhà, thì gieo những cái hạt sơn nhái xuống như thế này. Sau 2 tháng thì bọn chúng cũng lên lấm tấm như vậy, mà do trời mưa cái nó trôi đi nên nó lưa thưa như vậy. Đây con đường lên nhà nhé. Rồi bây giờ tạm thời kết thúc video này. Mình xin chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà hãy đón xem những video lần tới. Mình sẽ cho cả nhà xem mình làm nhà rẫy ở Phú Quốc như thế nào, và những video sự bình yên như rẫy nhà vườn Phú Quốc, và nhiều điều về ẩm thực tại đây. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà nhé. Chào cả nhà nhé, mình là Hải Anh à. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video về du lịch, văn hóa, ẩm thực thường xuyên.